Nếu như tiêu chuẩn cái đẹp của thế giới là cằm V-line và chiếc mũi cao, không phẫu thuật thẩm mỹ thì không thể hòa nhập với thế giới đó được thì sao? Có một cô bé 8 tuổi đang ngồi vẽ tranh trong phòng. Mẹ cô bé hỏi cô bé đang vẽ gì vậy? Cô bé vui vẻ đưa bức tranh cho mẹ xem. Cô gái trong bức tranh có chiếc mũi cao, cằm chữ V và đôi mắt to tròn. Đôi mắt thì có rất nhiều mí. Người mẹ liền cầm bức tranh treo lên tường. Hóa ra đây không phải lần đầu tiên cô bé vẽ những bức tranh như vậy. Tất cả những bức tranh trên tường đều gần giống nhau. Có thể thấy rằng đó chính là tiêu chuẩn cái đẹp của cô bé. Vài năm sau, cô bé năm xưa giờ đã sắp tốt nghiệp cấp 3. Cô gái nhìn đôi mắt một mí của mình trong gương. Cô cảm thấy không hài lòng với đôi mắt này. Lúc này bạn thân của cô ấy chạy đến. Hai người hẹn nhau cùng đi đến thẩm mỹ viện. Bọn họ muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ cho xinh đẹp hơn trước khi chụp ảnh tốt nghiệp. Cô gái vui vẻ cầm bản mẫu hỏi bác sĩ. Nhưng bác sĩ nói với cô ấy rằng chi phí phẫu thuật ở đây rất cao. Rồi bảo cô ấy đi nơi khác thẩm mỹ đi. Cô ấy ủ rũ trở về nhà. Trên bàn ăn, mẹ và chị gái liên tục nói chuyện phiếm. Hàng xóm nhà họ vì theo đuổi cái đẹp hoàn mỹ, nên đã mang cả con chó đi phẫu thuật thẩm mỹ. Vừa hay nói về chủ đề thẩm mỹ, nên cô gái buồn bã nói với cả nhà rằng cô cũng muốn đi phẫu thuật. Mọi người đột nhiên im bặt, chị gái giả vờ như không biết cho qua chuyện. Cô ta an ủi em gái rằng cô vẫn còn trẻ không cần phải vội. Nhưng cô gái chỉ muốn làm phẫu thuật trước khi chụp ảnh tốt nghiệp. Lúc này người mẹ bảo cô ấy rằng muốn đẹp hơn thì hãy tự kiếm tiền đi thẩm mỹ. Lời nói của bà mẹ khiến cô gái không nói nên lời. Lúc này người cha quay về. Ông ta cũng có một khuôn mặt V-line và một chiếc mũi dọc dừa. Trừ cô gái ra thì ba người còn lại đều có khuôn mặt giống hệt nhau. Đột nhiên cô giá cảm thấy dường như cô không hòa hợp với thế giới này. Ăn cơm xong cô ấy ra ngoài hít thở không khí. Lúc này bạn thân của cô ấy xuất hiện. Cô gái quay lại nhìn thì thấy hóa ra bạn thân đã phẫu thuật thẩm mỹ xong rồi. Khuôn mặt hoàn toàn thay đổi. Điều này khiến cô gái liên tục lùi về phía sau rồi quay người chạy đi. Lúc này sấm chớp nổi lên, trời bắt đầu mưa. Cô gái đi lang thang không mục đích trên đường. Cô ấy đâm vào một người lạ, người đó cũng đã phẫu thuật thẩm mỹ. Tại sao tất cả mọi người đều được phẫu thuật thẩm mỹ? Tại sao chỉ có cô là không được? Chỉ có cô là không được trở nên xinh đẹp. Cô xấu xí như vậy làm sao dám gặp ai? Đúng lúc này, cô gái nhìn thấy một tờ quảng cáo. Bên trên viết rằng họ đang cần tìm các tình nguyện viên phẫu thuật thẩm mỹ. Cô gái cảm thấy đây chính là cơ hội hiếm có để cô ấy có thể thay đổi cuộc sống. Cô ấy rất lo sợ đi đến nơi tư vấn. Bác sĩ đưa cho cô ấy một tờ giấy rồi bảo cô ấy ký tên vào. Mặc dù cô ấy đọc chẳng hiểu gì nhưng cuối cùng cô ấy vẫn ký tên vào đó. Khi nằm trên bàn phẫu thuật, cô ấy đã nằm mơ. Trong giấc mơ, cô ấy đã thảo bỏ lớp băng gạc sau khi phẫu thuật. Mắt to, mũi cao, cằm nhọn. Đây chính là khuôn mặt mà từ nhỏ cô ấy đã mơ ước. Nhưng lúc này cô ấy nghe thấy có tiếng bên tai. Có ai đó đang hỏi cô có nghe thấy không, bảo cô ấy mở mắt ra đi. Cuộc phẫu thuật của cô gái đã thất bại. Cảnh chuyển đến cả nhà cô gái đang ăn cơm. Bọn họ vẫn tiếp tục ăn cơm. Cô gái từ từ ngồi xuống bàn ăn. Người mẹ và người chị cùng lúc nhìn cô ấy. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Mọi người nghĩ rằng cuối cùng cô gái đó sao rồi. Mình thì nghĩ rằng nếu như cô gái làm phẫu thuật thất bại nhưng không chết, thì chắc chắn sẽ trở nên xấu xí, bởi vì ngọn đèn trên bàn vẫn sáng. Nhưng nếu sau khi phẫu thuật thất bại, cô gái đã chết, thì cô giá xuất hiện sau cùng chỉ là một kẻ thế thân. Nhưng nếu suy nghĩ rộng ra thì sao? Phải chăng người nhà của cô gái đều đã chết rồi, những người nhà bây giờ đều chỉ là thế thân? Cô giá sống trong một thế giới không phẫu thuật thẩm mỹ thì sẽ bị coi là khác người, khi tất cả mọi người đều theo đuổi cái đẹp tuyệt đối. Để có thể phẫu thuật thẩm mỹ mà đánh đổi tất cả, để có thể hòa nhập với xã hội, cô gái bất chấp trở thành chuột bạch thí nghiệm. Mình nghĩ mọi người trên thế giới này đều là độc nhất vô vị, không nên vì chạy theo xu hướng của số đông mà ép buộc bản thân trở thành người khác. Mặc dù để thực sự làm chính mình rất khó, nhưng chúng ta nhất định phải có lòng tự tôn của chính mình. Bộ phim hôm nay đến đây thôi. Nếu mọi người yêu thích hãy nhấn like và share cho mình nha. Cảm ơn mọi người.